quý vị, tối ngày 26 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên trang Video Pháp luật tiền thân là TV Pháp luật chính thức làm lễ ra mắt giao diện mới với nhiều chuyên mục đặc sắc. Đồng thời cũng là dịp tri ân tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ cùng chuyên trang sau 8 năm hình thành và phát triển. Tham dự buổi lễ có tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, tiến sĩ Vũ Hồng Thúy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự, ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bạch Như Nguyễn, trưởng đại diện Văn phòng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng, trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam, ông Đỗ Quang Trường, Tổng thư ký Video Pháp luật, cùng lãnh đạo đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia, luật sư và các phóng viên, người lao động qua nhiều thế hệ đã làm việc và đồng hành cùng Video Pháp luật. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, tiến sĩ Vũ Hồng Thúy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, phóng viên đã đồng hành cùng Video Pháp luật trong thời gian qua. Bà Vũ Hồng Thúy chia sẻ. Đây là một dịp đặc biệt không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn để hướng tới những mục tiêu và thách thức mới trong tương lai. Video Pháp luật ra đời với sứ mệnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hữu ích đến với mọi tầng lớp nhân dân. Trong suốt 8 năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực sáng tạo và phát triển, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng và đồng thời tạo ra một đầu mối vững chắc giữa người dân với các cơ quan chức năng và với các doanh nghiệp. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào. Chương trình bản tin phóng sự của Video Pháp luật không chỉ thu hút được lượng lớn khán giả mà còn nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự và bà Vũ Hồng Thúy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã phát động cuộc thi Chuyện nghề thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam. Cuộc thi nhằm cổ vũ động viên cán bộ công chức, người làm công tác thi hành án dân sự, phản ánh những đóng góp của hệ thống thi hành án dân sự đối với ngành tư pháp Việt Nam, cũng như đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cũng trong buổi lễ, ông Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các bộ, ban ngành và chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Pháp luật Việt Nam nói chung và Video Pháp luật nói riêng. Tổng biên tập rất trân trọng và đề cao sự cộng tác, hỗ trợ này và mong muốn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các bộ, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho Video Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam nhiều hơn nữa để Video Pháp luật hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Trải qua thời gian 8 năm hình thành và phát triển, tôi cho rằng là TV Pháp luật trước đây và Video Pháp luật như bây giờ đã có cái bước trưởng thành vượt bậc, đáp ứng được cái kỳ vọng của độc giả trong cả nước. Với cái sự phát triển như vậy thì tôi cho rằng là có cái sự cống hiến, đóng góp hết mình của cán bộ, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam nói chung và của Video Pháp luật nói riêng. Tôi tin tưởng rằng với cái truyền thống, mặc dù với một cơ quan đơn vị thì nó chưa phải là giả, nhưng mà tôi tin tưởng rằng cái nền tảng hôm nay sẽ là cái bước đệm để cho cái Video Pháp luật trong phát triển mạnh mẽ trong cái thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập của Báo Pháp luật Việt Nam, tôi cũng đề nghị là cán bộ, phóng viên của Video Pháp luật chúng ta tiếp tục đoàn kết để phát triển cái chuyên trang này. Thực sự là một cái chuyên trang lớn của Báo Pháp luật Việt Nam, và trong cái thời gian tới thì trên cái nền tảng này thì theo thực hiện cái quyết định 407 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta sẽ phát triển từng bước là nền tảng cơ sở để chúng ta xây dựng cái trung tâm truyền hình pháp luật, để chúng ta tuyên truyền chính sách, phổ biến chính sách pháp luật đến với người dân, và thực sự là một trong những cái chuyên trang hàng đầu về lĩnh vực và pháp luật để chúng ta có cái cơ sở, có cái điều kiện để chúng ta có cái phát triển trong cái thời gian tới. Và chúng tôi đề nghị là anh em trong chuyên trang Video Pháp luật chúng ta tiếp tục đoàn kết, liên tục có cái sự đổi mới về kể cả mặt công nghệ, về mặt trình độ chuyên môn, để chúng ta có thể xây dựng một cái tờ chuyên trang thực sự mạnh và là cái điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam hướng tới cái kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Pháp luật Việt Nam và 80 năm thành lập ngành tư pháp. Điều đó đặt ra không chỉ đối với trách nhiệm của cán bộ, phóng viên, lãnh đạo chuyên trang mà là nhiệm vụ chung của cả Báo Pháp luật Việt Nam như là lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cũng rất mong muốn là anh em chúng ta trong cái thời gian tới có cái sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở cái kết quả chúng ta đã đạt được để chúng ta có thể xây dựng một cái tờ chuyên trang thực sự là mạnh để góp phần vào cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cái giai đoạn mới mà theo yêu cầu rất cao của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước yêu cầu đặt cho chúng ta trong cái hướng tới. Xin thay mặt Đảng ủy, Ban Tập Báo Pháp luật Việt Nam xin chúc các đồng chí cán bộ, phóng viên, người lao động của chuyên trang Video Pháp luật luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cái lĩnh vực công tác của mình. Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Đỗ Quang Trường, Tổng thư ký chuyên trang Video Pháp luật cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và cam kết tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của Video Pháp luật sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho bạn đọc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhà báo Đỗ Quang Trường, Tổng thư ký chuyên trang Video Pháp luật cũng cảm ơn quý vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập của Video Pháp luật. Ông cảm ơn sâu sắc sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia và chính quyền các cấp trong 8 năm qua. Sự đóng góp của quý vị không chỉ giúp Video Pháp luật vượt qua khó khăn lúc ban đầu, mà còn giúp tập thể Video Pháp luật nâng cao chất lượng nội dung, tạo ra những chương trình thực sự có giá trị cho cộng đồng và phát triển bền vững. Ngay từ khi ra đời, Video Pháp luật đã định hướng Video Pháp luật với kim chỉ nam, đáng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành, tập trung phát huy vai trò, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của nhà nước, phản ánh tình hình thi hành pháp luật và ý kiến của nhân dân về pháp luật. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, TV Pháp luật chính thức được mang tên mới, đó là Video Pháp luật với tên miền videofapluot.baophapluot.vn để đón nhận sứ mệnh mới, tầm vóc mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận Bộ Tư pháp. Trung bình mỗi năm, Video Pháp luật sản xuất hàng chục nghìn tin, bài, phóng sự, phản ánh kịp thời và đầy đủ, khách quan, trung thực các sự kiện pháp lý quan trọng của đất nước, các kỳ họp Quốc hội, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thông tin về hoạt động của ngành tư pháp, phổ biến và phân tích nội dung văn bản pháp luật mới, hỏi đáp pháp luật, phỏng vấn lấy ý kiến của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực theo dòng sự kiện. Ngay những ngày đầu phát sóng, Video Pháp luật tập trung duy trì đều đặn các chuyên mục, tọa đàm pháp luật, trực tuyến và các bản tin về pháp luật, tập trung lý giải về các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng, nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Triển khai chương trình tư vấn miễn phí và tiếp nhận đơn thư bạn đọc nhằm kịp thời cung cấp kiến thức pháp lý cho người dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là cầu nối vững chắc giữa người dân và chính quyền. Video Pháp luật còn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, bảo vệ những đơn vị làm ăn chân chính, thông tin tích cực, có giá trị, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nhất là trong giai đoạn sau dịch Covid-19, là nơi doanh nghiệp tin tưởng đồng hành để cùng phát triển. Ngoài ra, chuyên trang Video Pháp luật Báo Pháp luật Việt Nam còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện trong thời kỳ Covid-19. Gần đây nhất là hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc vượt qua khó khăn do cơn bão Yagi gây ra. Một chặng đường 8 năm, nhiều cơ hội và thách thức vẫn còn đan xen. Tập thể Video Pháp luật tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đóng góp cho sự thành công của Báo Pháp luật. Tiếp tục là mũi tên tiên phong trong công tác đổi mới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại công nghệ thông tin 4.0, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tiếp tục kiên trì, cố gắng truyền tải tin tức thời sự, kiên định làm sáng tỏ nhiều vấn đề dư luận quan tâm, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp từ cuộc sống trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Cùng với sự định hướng của Ban biên tập, năm 2024 với sức sống mới, tập thể Video Pháp luật một lần nữa đã dốc lại hành trang để tập trung toàn lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.